em xin chào tất cả mọi người nha chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em video này em tiếp tục cập nhật cho anh chị về cái dự án là IC network cụ thể là kiểm toán hợp đồng uh, con trách của bên dự án đã xong thời gian tới này sẽ cho chúng ta nhận IC mà chúng ta chưa khóa và chúng ta rút về quý đã liên kết vào trong cái app đó thì video này em sẽ cập nhật cho anh chị mình thông tin mới nhất nha mọi người Nói chung kèo này là chuẩn bị lụm tiền đó. Rồi đầu tiên, quý của bác anh chị mình sẽ vào cho em cái nền thẳng ít ha. Hiện tại là Bitcoin ETF đã được phê duyệt anh chị nghe. Đâu đó khoảng 11, 11 đơn đã của các tập đoàn công ty đã được phê duyệt và có thể là bắt đầu ngày mai. Đây là một cái thông tin rất là là tốt cho thị trường crypto anh chị nha rồi đó là thông tin liên quan bây giờ anh chị sẽ gõ trên cái chữ là IC ha mình sẽ thấy cái tích thứ cái giật có cái tích vàng đó cái nít thứ hai đó nhấp vào dùm em đây là kênh chính thống của dự án anh chị ha cách đây 12 giờ họ có tích lại một cái bài tích của đeo dự án hợp đồng IC kiểm toán đã hoàn tất việc phân phối sẽ sớm bắt đầu hãy kiểm tra và đảm bảo địa chỉ bc của bạn là chính xác anh này là bên đeo của dự án này anh chị nha anh chị thấy này đó là thông tin mới nhất nha rồi đầu tiên chúng ta cần làm gì để chúng ta được nhận ic anh chị sẽ vào cho Play like ha gọi cho em là ic network nếu mà có cập nhật anh chị phải cập nhật lên phiên bản mới nhất để sử dụng các tính năng của dự án nha của nền tảng còn nếu mà nó có chữ mở thì có nghĩa là nó bình thường anh chị vào trong cái IC nè cái nhiệm vụ đầu tiên là anh chị cần phải KIC cho em bước 1 và bước thứ hai đó là xác minh tài khoản xã hội là ít này kia các kiểu đó về thông tin dự án hướng dẫn khai thác cơ chế đào rồi cây xây bước 1, cây xây bước 2, cách liên kết quý vào trong app gì đó em làm hết rồi anh chị chúng ta xem giúp phần mô tả nha em xin phép em khai thác cái anh chị cây xây bước 1 xong cây xây bước 2 xong bây giờ chúng ta cần làm tiếp theo đó là anh chị phải thêm cái địa chỉ quý vào trong đây địa chỉ BNB Smart Chain đó ở đây á là chúng ta thấy nếu anh chị thêm gọi nó sẽ hiển thị cái địa chỉ của chúng ta còn nếu chưa là nó kêu chúng ta thế này em chưa có thêm lý do là em cũng đã nói trong các video trước rồi em nhấp vào đây đó anh chị thấy không ạ lúc trước á, là nó cho chúng ta nhập địa chỉ bằng cái địa chỉ quý Ethereum nhưng mà bây giờ chuyển sang bsc rồi anh chị rồi địa chỉ này chúng ta có thể thêm bằng cái địa chỉ chết với lọt MetaMask hoặc là OKX OK hay là à, Binance nói chung là cái nào cũng được nhưng mà theo dự án của họ là khuyến khích chúng ta nên sử dụng cái quý của OKX OK anh chị vào cái sàn OKX OK nè sau đó anh chị nhấp vào cái mục quý web ba bên phải nha bên trái á, là sàn giao dịch mà nếu anh chị nhấp vào cái mục tài sản ở đây tức là nó là quý của sàn nó không liên quan nha anh chị nó không đúng nha mà anh chị phải vào cái mục cái dưới bên trái OKX OK này sau đó chúng ta vào cái mục quý web ba bên phải anh chị vào sàn bài đành cũng vậy ha anh chị thấy ở đây là cái địa chỉ quý của em là cái tài khoản 01 nè chúng ta có thể tạo nhiều cái tài khoản nha tức là sao à? nhiều cái quý đó anh chị thấy này rồi trong cái quý OKX sau đó chúng ta nhấp vào cho em cái địa chỉ bin này smart Chain, anh chị thấy không ạ à? bin ở đây nè nhấp vào chúng ta nhấp vào cái mục nhận ở đây sao chép ở đây còn metamask chỗ với lạch thì anh chị cũng biết rồi ha đơn giản em không có chia sẻ cái phần đó ở đây chúng ta dán vào đây nhưng mà ở đây em không làm là lý do họ nói nè Nếu mà em dán vào rồi là em sẽ không được kiểu như là Tham gia một số cái tính năng sau này Nên là em không có làm Còn anh chị chúng ta solo hay này kia thì chúng ta làm ha Đó Rồi Một thời gian nữa những cái đồng IC mà chúng ta không khóa Chúng ta sẽ được nhận ở đây hiện tại có nhiều người bỏ đào khá là nhiều nên cũng là có cái cái nhiều người chán nản tại sao khai thác không lên mà nó lại bị trừ anh chị thấy của em nó trừ như thế này nè tại vì anh chị solo á là chúng ta sẽ không bị trừ còn chúng ta có giới thiệu mà cái người chúng ta giới thiệu họ không đào là chúng ta sẽ bị trừ và họ trừ đến khi nào cái tài khoản của người đó về số 0. và cái bằng thưởng của chúng ta nhận được á, từ trước tới giờ cũng về con số 0 là sẽ không trừ nữa em nhấp vào cái chữ y à, nhỏ phía trên bên phải nè anh chị thấy nè của em là nó trừ anh chị thấy không ạ đó tại vì có rất là nhiều người bỏ nó là trừ họ trừ đến khi nào họ hết là họ không trừ nữa còn chúng ta khai thác cái phần hiện tại là chúng ta vẫn được nhận bình thường anh chị anh chị nắm rõ nha cơ bản là vậy mọi người rồi ví dụ anh chị vào cái bốn chấm tròn phía trên bên phải em nói thêm một cái nữa vào cái mục giữ và khóa ví dụ ở đây anh chị thiết lập khóa ví dụ anh chị nè anh chị chúng ta đào được em lấy ví dụ nghe cho chúng ta biết được chúng ta sẽ bị trừ bao nhiêu và chúng ta có bao nhiêu. Ví dụ chúng ta khai thác được 500.000. Mà anh chị khóa bao nhiêu năm? Tương ứng thì chúng bao nhiêu năm đó chúng ta sẽ được mở. Ví dụ em khóa 2 năm và em khóa là 80%. Ví dụ ha, 80% đi. Là em còn được 20% đúng không ạ? Em sẽ nhân cho 20. Ví dụ nha anh chị. Rồi sau đó em chia cho 100. Tức là em còn được 100.000 em chưa khóa và thời gian tới này họ sẽ mở cái đồng tóc cành IC chạy nhờ trên cái mạng BB Smart Chain tức là hai 20 đó rồi họ sẽ mở khóa cho chúng ta từ tháng 1 tới tháng 10 tới này tại vì ngày 7 tháng 10 là cái đồng IC này sẽ mainnet. chúng lúc đó chúng ta sẽ được chuyển cái đồng IC đang chạy trên cái mạng BB Smart Chain đổi sang cái đồng IC chạy trên cái mạng IC luôn rồi thì từ đây tới tới tháng 10 tháng thì chúng ta sẽ được nhận hàng tháng thì chúng ta chia chúng ta chia cho 10 Mỗi tháng chúng ta sẽ nhận được 10.000, mà em lấy ví dụ nó được 0,1 thì chúng ta cũng được ngàn đô mà nó 0.6 thì chúng ta 6.000 đô, em lấy ví dụ nha. Mà ví dụ như nó được 1 đô thì chúng ta được 10.000, đó là cái cái giá của nó. Và theo em nhận định cái cái đồng này nó sẽ khả năng cao sẽ lít cái sàn Binance Swap và sau đó sẽ lít cái sàn OKX. Thì anh chị vào trong cái dự án của họ, chúng ta vào cái mục đang theo dõi đây họ đang theo dõi bốn người. Đầu tiên là Fan cái Swap, anh chị thấy mặt cái sàn khi tập trung. Rồi cái thứ hai là coi Market Cap, đây là cái trang để chúng ta tra cứu tin tức này kia ha. Ba là cái sàn Uniswap, bốn là cái đeo của họ. Đó, anh chị nắm rõ nha. Nói chung là list sàn em nghĩ nó sẽ cao hơn bên cái dự án Arbitrage, nhưng nó giữ giá được hay không là cái đó một chuyện. Nhưng mà cái list sàn nó sẽ cao hơn, đó là em em theo cái quan điểm của em cảm nhận vậy rồi bây giờ những cái quý nào mà chúng ta đã liên kết vào trong cái app IC này ở dưới đây rồi thì bây giờ chúng ta cần làm cái gì tiếp theo để chúng ta có thể bán nhanh anh chị bán chậm mà chúng ta sẽ bị tiền của chúng ta sẽ không được nhiều tại vì người ta xả hơn chúng trước chúng ta đó là nó sẽ 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 giá nó sẽ bị giảm ha anh chị chúng ta phải cố gắng bây giờ này chúng ta vào cho em ví dụ chúng ta liên kết cái quý chất với đúng không ạ thì bây giờ chúng ta vào cái quý số với cho em cái ví nào thì chúng ta nên bỏ vào đó một ít BNB không cần nhiều đâu khoảng là một đô BNB hoặc là 0,52 giống em là được rồi tại vì khi chúng ta liên kết xong vài hôm nữa đó em nói thêm nè họ sẽ ra một cái tóc cành IC chạy nhạy trên cái mạng BNB Smart Chain thì sau đó chúng ta sẽ vào cái quý chúng ta sẽ thêm cái tóc cành vào ví dụ chúng cái quý với lại chúng ta vào cái dấu cộng phía trên bên phải nè ở đây chúng ta chọn cái dấu cộng tiếp nè họ kêu mình á là thêm tóc cành hay thêm mạng lưới chúng ta chọn tóc cành còn chúng ta thêm một cái mạng mới nào đó ví dụ như co hay gì đó thì chúng ta hãy chọn cái mạng lưới nha tóc cành sau đó cái chỗ ethereum này chúng ta nhấp vào chọn cho em là binance smart chain sau đó chúng ta chỉ cần dán cái địa cái địa chỉ tức là cái địa chỉ hợp đồng đó sau đó cái tên của nó sau đó cái mã là cái số thập phân của nó Rồi, à, cái mã của nó là ví dụ là nó bao nhiêu số cái vậy sau đó đây là cái số thập phân của nó ví dụ là à, 18 hay là 6 hay là 9 cái vậy đó rồi chúng ta nhấp vào cái chữ nhập là xong anh chị đó là tiêm con trách em sẽ chia sẻ sau nói để mọi người nắm rồi tiếp theo bây giờ chúng ta phải nạp vào đây một ít B. anh chị có thể vào các sàn các quý khác quý nào mà chúng ta có B hiện chúng ta chuyển chúng ta để đây trước nha à, em lấy ví dụ em sẽ chia sẻ anh chị mình cái cách nè anh chị nhấp vào ngay chỗ B cho em nè cái quý này phải là cái quý mà chúng ta đã liên kết vào trong cái app IC nha sau đó chúng ta chọn cái chữ một nhận Sau đó sao chép nè Rồi chúng ta về các sàn các quý Cái nào cũng được hết Em sẽ vào cái quý này đi Rồi ở đây Em sẽ Gửi bên kia Em sẽ nhấp một bên bi nè Em sẽ chọn gửi nè Sau đó em dán cái địa chỉ buổi sao chép rồi nè Em chọn tối đa Sau đó em điều chỉnh lại Em lấy ví dụ nha anh chị đó. Rồi tiếp theo Anh chị chọn xác nhận ha sau đó chúng ta thực hiện cái nhập cái mặt khẩu vào. Đó. khi này chúng ta thấy ở đây nó hoàn tất là xong rồi anh chị. Nó khá là nhanh nha. Anh chị thấy nè. Của em bị trừ còn không chấm. Hơn 0.01 là đã xong. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái ví của chúng ta nè. Anh chị thấy cái đồng của em nó đã hiển thị lên. Nó đã được hơn là ba đô đúng không ạ? Rồi bây giờ cái sàn PancakeSwap á nó nó là cái sàn phi tập trung nên không có việc kc hay này kia gì ở đây đâu. Sàn tập trung tức là những cái sàn nó có cái app bay Binance o, hay là OKX kiểu vậy hay là Bybit hay là HTX mới gọi là C và kc đó là cái sàn tập trung. Để xác minh danh tính anh chị thấy nè, cái thông báo đã nạp, đã đã rút này kia hoàn thành ha. Còn cái sàn Pancake Swap, Uniswap là sàn khi tập trung không cần. Chúng ta chỉ cần liên kết nó vào cái quý là chúng ta tự thực hiện giao dịch. Bây giờ anh chị sẽ vào cái một trình duyệt nè. Đối với cái chấp với lọt á, quý chấp với lọt chúng ta vào cái mục trình duyệt. Sau đó chúng ta kéo lên. Anh chị sẽ thấy nè. Cái chỗ phút fuller này nè. Nó sẽ có cái chữ là Pancake Swap. Đó là cái sàn. Đó chúng ta nhấp vào đây. Rồi sau đó ở đây nó sẽ xuất hiện thế này nè anh chị ha chúng ta nhấp vào cái chỗ ethereum này nè chúng ta chọn cho em bim smart chain sau đó nhấp vào cái một hành rồi chúng ta chọn cho với lại cho em nha rồi ở đây chúng ta khi chúng ta nhấp vào á chúng ta sẽ thấy có cái chữ discord disconnect là tức là nó khi chúng ta hủy kết nối là chúng ta hủy có nghĩa là chúng ta kết nối xong nó sẽ có cái biểu tượng đó nha anh chị biểu tượng quý nè rồi bây giờ ví dụ em lấy cái đồng khay này nó là cái đồng IC đi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp cái mũi tên đi xuống nè chúng ta đổi lên đó cái đồng K này em đang ví dụ nó là cái đồng IC thì chúng ta đã có cái đồng IC nó đang trên đây ví dụ em có một à, 50 ngàn ví dụ 100 ngàn để em lấy ví dụ nha 100 ngàn IC rồi ở đây chúng ta có thể đổi nó sang BNB hoặc là URT tùy anh chị nếu mà chúng ta không có nhiều BNB chúng ta nên đổi sang một ít BNB còn lại chúng ta làm một lần nữa để chúng ta đổi sang USDT kế vậy anh chị ha đó rồi sau đó chúng ta sẽ ở đây nè nó sẽ nhấp vào cái mục có cái mục swap là chúng ta swap nha em nói cơ bản vậy cho chúng ta biết chứ mơ mốt em sẽ làm cho mọi người chi tiết nhất có thể rồi thông tin liên quan anh chị chúng ta xem giúp phần mô tả nha những ai mà bỏ đào chúng ta nên quay lại chúng ta đào đi cái dự án họ rất là tiềm năng anh chị và sau này chúng ta sẽ còn ăn dài dài trên đây em cũng nói rất là nhiều và đặc biệt upchain trên nó đang đến thì anh chị cố gắng đi một ngày chúng ta vào kích tia xét có một lần à nếu như chúng ta để tới 24 giờ còn chị xiên thì chúng ta cứ 12 tiếng chúng ta vào chúng ta thấy biểu cái biểu tượng nó lên cái nút vàng ở đây nè biểu tượng màu vàng thì chúng ta cứ 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 làm cứ đào lên chị hang cố gắng kiên trì mọi người kèo ri mà không làm nó làm sao mà chúng ta tiếp thu được những kiến thức mới chúng ta biết được những cái cách làm mới để sau này chúng ta còn gặp nhiều cái dự án tốt hơn, Aerobe tốt hơn, hoặc là chúng ta có được cái kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và chúng ta có thể chọn lọc cái dự án nào nó tốt để chúng ta làm. Anh chị ha, còn mà anh chị nào có vốn đó, thì chúng ta cố gắng tìm hiểu cho mình vài cái dự án ok đi. Chúng ta chờ một cái đợt mà thị trường nó xấu. Em nói thêm ha, để chúng ta có thể vào, để chúng ta chờ tới cái uptrend ha có thể là đầu năm 2025 là đã bắt đầu là cái up trên nó đã đến rồi anh chị anh chị thấy này nó anh chị thấy ha đây cái mùa up trên của năm 2020 hai vinh đó và 21 up trên đó là bitcoin đã gần 70.000 đô rồi cụ thể là 69.000 đô và tới cái mùa này khoảng tới năm 2025 thì em nghĩ nó bèo bèo cũng khoảng là 100.000 đô là, là, là ít nhất đó anh chị ha rồi mọi người cố gắng nha anh chị thông tin liên quan xem hết dưới phần mô tả dùm em ha hoặc là có gì không rõ có thể bình luận phía dưới cái phần mô tả nha mọi người ở à, cái phần tin nhắn hoặc là trong cộng đồng của em ha